Hôm nay ta sẽ ra ta dọa mama, biết chưa? Thôi, chị Mỹ xuống cùng nhau bẻ cái này thử đi. Tháo đây, bớt hết vào. Nó còn để đây trước mắt đi. Nào, ai chị em mình thử bữa xem. Hái mà không sao đâu. Mình làm mình hiểu với mãi một quả táo này cả. Chỉ nhận tí sản là mình bắt hết luôn. Hả? Điện đâu rồi? Sao lại mất điện anh này? Hả? Hôm nay ta sẽ ra ta dọa mama, biết chưa? Điện. Ôi, bật điện cho mình nhỉ? Sao mất điện, sao tự nhiên á? Có á? Trời ơi, đặt này vào này. Mặt sóng quốc à, ai chả kinh. Chị sợ quá. Ôi, em có cái đèn xinh á. Đèn Halloween rồi mà. Ồ, hay nhờ. Mày mang gì sang ấy? Vẽ sẵn đã vẽ được quả bí ngô nữa kìa. Em nhìn này. Chị đang vẽ mấy quả táo đây. Nhưng nhìn này, nó không ra gì cả. Em sao em vẽ đẹp thế? Ngồi đây chỉ có một món quả bất ngờ cho em luôn. Để đây nha. Này tính sao? Ô quả này đẹp thế. Nhờ. Nhưng mà em nhìn này, tẹt đen. Chỉ có quả bí to chưa? Nhưng mà có điều bí mật lắm. Đấy, thấy cái gì bên trong kìa? Đúng biết cái gì đấy? Nhìn này. Thạch cao bao. Em đã bao giờ nhìn thấy một quả thạch Halloween mà to như anh chưa? Nhớ để chị đổ hẳn ra luôn cơ. Các em đã bao giờ nhìn thấy một quả thạch Halloween mà to như này chưa? Đây này, có cả mặt mũi như này. Đâu? Mặt mũi đâu? Để vào đây. Đây rồi. Để mặt mũi đằng này. Đấy, các em nhìn thấy quả thạch Halloween to chưa? Quả chú đang ăn rồi đấy. Còn đâu? Đấy, sao bên Halloween chị biết nên là chị đã làm một quả thạch bí ngô to không? Ngon đâu? Quả các em nhìn mặt chú của chúng ta này ngon này. Bây giờ là su su bẻ em đi. Bấm nào nhờ, hai chị mình cho bé nhé. Wow, dài lắm các em ạ. Thế em được này nhé. Wow, các em nhìn chị làm thạch Halloween thành công chưa? Các em nhìn này. Chị xin được này. Nào, hả? Ngọt và thơm lắm các em. Chúng ta thích ăn thạch lắm em ạ, công nhận ngon lắm em ạ. Đấy, chị biết Su thích mà, để chị kẻ ra Su một nửa nhá. Nhẹ nhẹ tí nhá. Em đi này. Thành công đúng không? Đấy, Su thấy chưa? Đây. Em đâu ra nhìn thấy thạch như này không? Đấy, Halloween nhá là phải vừa chơi được vừa ăn được với chị em nhá. Mát nhở? Chị để trong tủ lạnh cho mát đúng không? Nóng đúng không? Giống mẹ đâu, hai quả to như nhau của em rồi. Đấy. Giống mẹ ăn mất một nửa. Nhưng mà bọn chị đã ăn mất một nửa rồi. Em nhìn này, chị ăn cái mắt và cái miệng rồi à. Bạn xung của chúng ta rất hào hứng ngay như này mà. Ngon. Đã bao giờ em ăn cái thạch ở đâu ngon như chị làm không? Bởi vì thạch là đặc biệt để ăn Halloween đấy. Hôm nay chúng mình chỉ là tập thử thôi đúng không? Hôm nay đến Halloween á, chị em mình sẽ làm thật là nhiều à. Được không? Đấy, mà chủ của chúng ta thích lắm em ạ.
Ngọt rồi hả em nhở? Chị biết phương thức ăn này mà. Thế không? Hả? Nhìn này vẫn như một quả của chị luôn. Thử thế sao, thử thế sao? Quả rất là ngon. À, chú lại cắn luôn. Em nhìn này. Đấy. Nạ cắn chứ mà. Nữa là chị còn đắp vào. Còn đắp vào rồi. Đây là chính là cái mồm. Đây. Đấy. Chị bạn xuống ăn thoải mái luôn. Hôm nay em bạn xuống ăn cả đêm không hết. Đúng không? Chị cứ thích ăn mà. Rất là rắn nhá. Đợt này chị làm rất là rắn luôn. Bởi vì phải như này đấy, trắng veo luôn. Trông trông đấy, thấy chưa? Nó không hề bị nhão luôn nhá. Đấy, xu của chúng ta thao hồ mà ăn nhá. Chị bỏ tạm vào đây nhá, không nhiều quá. Em nhìn này. Chị cũng không thể nào mà giống y như kẹo kim chip luôn đấy. Đấy. Ăn hết rồi kìa. Đang quay thử miếng nhá. Thôi chú ơi, mình ăn thế thôi. Chúng mình chuẩn đi siêu thị để mua ít thạch về là mấy bữa làm đi. Hôm nay làm này là ngon chưa? Kẹo mỉn heo. Đấy, cứ chê chị tham ăn nhưng bây giờ ăn hết nẻ luôn. Nào thôi đi. Thôi. Ôi. Thôi chú ơi, chú ơi. Ăn thế thôi. Biết là em thích rồi, nhưng bây giờ chúng mình chắc siêu thị mua cái loại về đi, để mấy hôm nữa còn làm, không có nhớ đến ngày đấy nhá. Đông quá mọi người mua hết đấy. Chị em không có gì để làm đâu. Đi, đi, đi. Cứ để ở đây thôi, trong về nhà ăn tiếp nhá. Bác mà lại em ăn một miếng nha. Ừ, em ăn một miếng. Ôi khổ chưa kìa. Thích ăn thạch đến thế cơ. Hôm nào chị làm cho hẳn mấy quả luôn nhá. Ăn thoải mái luôn. Mình đi thôi. Thế thử rồi nhá, nhìn đấy. Chùm cái áo này vào. Năm nay chị em mình sẽ có một cái Halloween á, đáng nhớ luôn. Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Em thấy chị mua cái này đẹp không? Hợp lý không? Hợp lý. Quá đẹp luôn, giữ chặt, giữ chặt. Chị còn cho đầu vào thế nào chứ? Sợ không? Đấy, của chị được rồi đấy. Chỉnh tí nữa là chị thấy cái này là hợp với siêu nhân luôn. Đấy. Wow. Được không? Khá đẹp luôn. Này đi chúng mình đi lễ hội hóa trang mà. Thế này không ai đảm bảo, không ai nhận ra siêu nhân nhà mình luôn. Xong chưa, nhanh đi thôi, không muộn rồi em ơi. Chưa xong à? Ngờ, chị chắc gì? Xem nào. Úi giời, mẹ, được, đi thôi. Nhanh được. Con chúng mình muộn rồi, mọi người đâu chị. Sao em? Mình ngon à? Ôi chết rồi, cái quan trọng nhất của Halloween chị lại quên rồi. Sang nhà em đi. Nhanh chồng à? Được, chúng mình sang thôi, nhanh lên ông muộn. Chị phải cầm như nào cho đẹp nhỉ? Thế này à? Wow. Yeah, chúng ta đi thôi. Được không em? Đấy. Em học cho thổi vào để em bay chứ. Em là một phù thủy mà. Wow, được đấy. Ta đi thôi. Yeah. Yêu, thế này à? Chị lại quên hôm qua đi mua, không mua. Đâu? Đi ngô đâu? Em có thấy nó không à? Sáng nay em có nhìn thấy nó không? Có. Bây giờ chúng nó đi đâu nhỉ? Nhà em có ai vào lấy trộm không? Không, cái chúng mình thử đi lên xem đi. Mình thử đi ra đằng kia xem nào. Tài nhỉ, trong này cũng chậm quá. Bi ngô. Wow. Sao bi ngô nhà em lại biết trèo cây à? Wow. À đúng rồi, lễ Halloween mà. Mọi thứ nó đều thay đổi hết em ạ. Thôi bây giờ chị em mình phải vặt xuống thôi. Em mà đi chơi thôi. Chị là con to này. Wow. Công nhận nhà siêu nhân. Sao mà trồng quả bí ngô to thế em? Vâng, tại vì em thích ăn thịt canh. À thế à? Thế từ năm sau chị cũng chả cần mua bí ngô nữa. Chị cứ sang đây xin siêu nhân thôi. Chị cho bạn này xách bí ngô đi. Được. Em xách cái nhỏ đấy đi. Để chị lấy được quả này được. Ây nữa rồi. Hai chị em mình cứ gọi là hoành sờ tráng luôn. Được không? Như nào? Không, em xách cái đấy đi. Hai đứa chị xách cho. Nhiều đồ quá rồi đúng không? Thôi bây giờ hai chị em mình đi chơi Halloween thôi. Em bắt trổi lên đi. Hey. Chị sẽ bắt cái người này. Này, xin mời chị đi như này á, có ai nhận ra chị đằng sau không? Wow.
Thôi đùa tí thôi, chị em mình đi chơi Halloween thôi. Yeah, đi nào, thôi. Wow, không biết năm nay á mọi mấy người bạn của chúng ta có làm như chúng ta không nhỉ? Không biết. Năm nay hai chị em mình quá kỳ công, chị thì làm bao nguyên một hình lộ mới luôn. Còn nhà em thì trồng bao nhiêu là bí ngô. Chị em mình năm nay á chơi hơi bị máu rồi. Wow. Siêu nhân biết rồi nên chả bị giật mình. Bí ngô của em trong cái quai vào để sát nhá. Đúng rồi, cho nó tiện đúng không? Không. Cái quả bí ngô để nhà em ăn hết. Thế thì em đục rõ để rồi. Tối tối nay về nhá, cho chị xin một quả nhá. Mang về nhà. À đấy ạ, chị em mình sắp đến chỗ hẹn với mọi người rồi đấy. Không biết là mọi người đã đến chưa nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ phải đi chơi ạ. Chắc là chưa đâu. Đó, chị cũng biết. Chị ạ, mọi người là cà phê đúng không? Không ai á. Xong như chị em mình đâu, đến đúng giờ thì kỳ luôn. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.